tại sao phải là ngôi sao cơ chứ? Nhanh lên có được không? Không cần phải nhắc lại đâu. Sắp hết thời gian rồi. Nhanh lên, tớ cần thêm thời gian. Mơ đi. Ôi không, vỡ mất rồi. Cậu còn cái bánh nào nữa không? Cậu đã bị loại. Có đùa thôi. Xin chào Barbie. Ăn đi. Ngon hết rồi. Lại cô ta sao? Ừ, cô ta trộm đồng phục của tôi. Trả lại nè. Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Cũng giống đấy thiên tài. What? Gì? Không được làm thế. Xin lỗi cũng không được. Tớ không sao. Mà đây là đâu? Wow. Đèn đỏ, đèn xanh. Có lẽ chúng mình phải chơi. Chơi thì chơi. Đi nào Wednesday. Kết thúc vòng chơi. Dừng. Không phát hiện chuyển động nào. Tuyệt. Tớ chịu đựng đủ rồi. Cần tớ giúp không? Cậu biết phải làm gì đấy. Ok. Kết thúc vòng chơi. Đang quét sân chơi. Wow, đi giày cao chót vót. Để tớ cắt bớt cho nhá. Làm tốt lắm Tinh. Không. Đã phát hiện chuyển động. Để tôi thử lại. Đã tìm ra người chiến thắng. Ta nhảy ăn mừng mới được. Đã phát hiện chuyển động. Vẫn chưa kết thúc à? Thất bại. Wow. Cầm lấy. Để làm gì? Chuyện này càng lúc càng kỳ cục. Trò chơi tiếp theo là kéo cỏ. Hiểu rồi. Chuẩn bị này. 3, 2, 1. Kéo. Chơi luôn. Chuẩn bị thua đi. Thả ra. Cậu buông ra. Cố lên. Kéo hoài mệt quá. Tinh. Xin được phục vụ. Kéo. Ken, giúp em với. Hello Barbie, cứ để đó cho anh. Kéo. Anh ta là gì? Vận động viên thể hình à? Này Barbie, vì em cả đấy. Em có đôi mắt đẹp quá. Khéo miệng ghê. Này, bạn trai của tớ đấy. Úi giời. Sao anh dám làm thế với em hả? Chỉ giỏi làm quá lên. Cậu thật đáng ghét. Sang vòng chơi thứ ba. Bù tớ. Không, mơ à? Dừng lại. Hai người không chơi nữa à? Cái gì đây? Chỉ cần nhảy mà không rơi xuống vực thẳm. Okay. Hiểu rồi. Sao ta? Cậu nhảy trước đi. Không. Cậu nhảy. Còn lâu. Người thua đi trước. Tớ thắng. Yes. Nhảy đi. Tinh. Cậu muốn tớ nhảy qua đó à? Yes. Ini mini my name. Ôi không. Rất tiếc về thú cưng của cậu. Đến lượt cậu. Ok. Mình cần dự phòng. Hi Ken. Hello Barbie. Anh thử được không? Được chứ. Dễ à, thôi mà. Gì nữa nhỉ? Thôi kệ đi. Booyah! Wow. Ken, không. Bài đồ ngốc. Mà nhảy đi chứ. Như khi đến đó tôi sẽ bo xì cậu. Wow. Úi, lại đến lần mình rồi. Đoạn này dễ thôi. Được rồi, tiếp theo. Trái hết phải. Gần đến rồi. Đây là đâu? Ê, nhìn kìa. Ghế à? Ai đó? Vòng tiếp theo. Các bạn cần thể hiện khả năng của mình. Nhảy đi. Muội thế á? Đành phải nhảy thôi. Tớ chắc chắn sẽ thắng ở vòng này. Tớ sẽ không dám mạnh miệng như vậy đâu. Yeah, hả? Hai người này không biết chơi. Này, dừng lại đi. Hả? Hai bạn phải nhảy quanh ghế. Thật không thể tin nổi. Ok, hãy quẩy lên nào. Cho tôi thấy sự điệu nhẹ đi. Cậu thua chắc luôn, Barbie. Cậu nói chuyện trong mơ à? Xem tớ nhảy nè. Oh yeah, dừng. Ngồi vào ghế. Không thể nào. Anh bị loại. Úi. Vòng 2. Nhảy. Quẩy lên. Khi nào mới kết thúc? Này DJ, đổi bài khác được không?
Bạn đùa à? Dừng! Tránh ra! Tớ thắng, cậu thua! Ôi, tự do! Không biết cảm giác ấy thế nào? Gì? Được rồi! Thả chúng tôi nhé! Thả ư? Ờ, vâng thưa cô! Tôi có chính xác thứ cô cần! Không! Có chừng! Rõ ràng nó ở trong này mà! Đúng nó chưa? Chưa! Cẩn thận chứ! Chắc anh đang đùa tôi à? Đây rồi này! Chắc cô! Gấu tê đi hả? Chẳng để làm gì cả! Cứ để tớ xử! Này anh dài! Anh thả cho tụi em đi có được không? Nếu được thế em sẽ hôn anh! Không được phép! Nhưng không thể cưỡng lại em! Ngoan lắm! Chẳng cần đến trò thôi miên! Sao cũng được! Anh có thứ này tặng em! Cái quái gì? Tôi không cần! Biến! Ôi hoa kìa! Cậu thích hoa à? Không còn thích nữa! Tôi đã nhận được quá nhiều! Mà chờ một chút! Anh ấy để lại chìa khóa! Tuyệt! Một món quà nữa! Gì cơ? Không! Mình sẽ nghỉ ngơi xơi bánh! Ôi không! Làm vỡ rồi! Cô phải đi với chúng tôi! Hãy cùng chơi nào! Không! Đừng! Tôi là chủ quản game đấy! Hãy nghỉ ngơi trên suối! Cố làm cho xong trước khi có người! Cháu làm gì vậy hả? Không! Cháu có làm gì đâu ạ! Nhìn cháu mở lắm! Mau theo chú về đồn! Tuyệt của mèo! Nhìn vào máy ảnh này! Ghét đèn flash! Nơi này quá sáng với tâm hồn mình! Một lần nữa! Hey yo! Ôi! Xinh! Sao sao? Không thấy gì cả! Sao vậy? Máy ảnh giờ hơi này! Ok! Dùng máy này xem! Vẫn không thấy gì! Máy này cũng hỏng hả? Không từ bỏ đâu! Sao lại không dùng nữa? Thôi thì đây phải tự tay xử lý. Ôi em nhé quý cô, chiêu hồi hoa sĩ Money chào ta. Giống hình luôn, cầm lấy này. Ôi, chẳng giống cháu một tẹo nào. Giống bố cháu hơn. Đồng phục gì mà xấu dã man. Mình ghét màu cam. Cậu cần gì đâu? Lấy váy cho tớ. Ok. Ngoan lắm. Thật sức sáng tạo thôi. Bộ váy này sẽ lấy lại hình ảnh cho cậu ấy. Sao rồi? Từ vào đi. Cậu hiểu tớ thật đấy. Xuất sắc tinh. Cuối cùng cũng về với màu đen. Nhện cưng, thân lưng đen. Ổn hơn rồi. Chờ mất một chút nào. Có chuyện gì vậy? Mình không biết mình dẻo thế này. Hay. Không ngủ nữa. Ngon ngon, ngon quá. Ôi, mình cũng đói bụng. Ăn không? Có ạ. Đừng ngốc xít. Hôm nay chú cảm thấy rất hào phóng. Cảm. Okay. Chú đưa thôi. Rồi chú sẽ hối hận. Hả? Chú ơi. Lại đây. Cháu hỏi chú có việc gì? Cháu cần cá răng đào. Hả? Không có chuyện đó đâu. Tới cậu xinh. Chú làm ngay. Chờ một chút thôi. Hay lắm xinh. Đây rồi này. Cảm ơn chú. Cần bé làm gì? Chiếc áo lý tưởng cho cá răng đào bé nhỏ. Bye bye. Xong một bước, sang bước hai. Đúng thứ mình cần. Ai mà không thích bánh quy với slime chứ? Bánh quy thơm quá đi. Mình sẽ thưởng thức ngay. Dừng, dừng lại. Chú thích bánh quy. Ngồi đây. Ngon tuyệt của mèo. Thế rồi là lạ.
Cái bụng tôi sao lại đau quá vậy trời? Ôi, chưa có tự nhiên dùng bồn cầu của cháu. Ý hay đấy. Nhảy anh. Đã đến lúc trả đũa rồi. Cái quái, mong tôi còn nguyên vẹn không? Trời, chị giỏi lắm lố. Chà, kia là bỏng ngô. Đúng là đồ ngốc. Cảm ơn cả, bye. Không tệ. Ôi. Tới giờ ăn chưa? Tuyệt của mèo. Ăn. Đây là gì? Eo ơi, vón cục thế này sao mà ăn nổi? Thế ghê quá, thôi quên đi. Hả? Trời đã ăn món thuộc của mình. Ôi, mình có một ý hay. Xin lỗi nhé chú rán nhỏ. Trêu chuối nào. Này, chú cảnh sát ơi. Hả? Món này ngon hết sảy. Không. Đến chú. Sáng rồi. Chào buổi sáng. Sao chúng ta không sáng tạo khi ở trong nhà giam? Được thôi. Ôi, đẹp lắm Tinh. Thầy Morticia sẽ cảm động lắm. Luyện cơ bắp để tìm cách thoát khỏi đây. Oh yeah, một, hai. Kéo búa giấy. Tớ thắng. Trò chơi ngớ ngẩn. Có thể chứ. Nhờ làm gì kia? Cháu đang tập nhảy thôi ạ. Cũng hay đấy. Nhiệm vụ thất bại. Số này và chuyện gì thế này? Chú sẽ cứu cháu. Chìa khóa đâu? Cứu cháu. Thấy rồi. Cái quái. Lạ quá. Lần này ta sẽ không bị lừa nữa đâu. Lộ rồi nhá. Hài hước lắm. Thật à? Hỏng bài rồi. Dần tay mơ. Ok, cà phê đâu rồi? Đang buồn ngủ. Lạnh hết. Ngốc. Mình mê đan lát. Không được, mình phải trốn khỏi đây. Tinh. Sẵn lòng phục vụ. Tớ cần kế hoạch chạy trốn. Chắc là nó rồi. Đây. Cái này làm gì? Tớ cần chìa khóa. Đây. Thở luôn. Còn đây thì sao? Không. Hay là cái này. Bèm. Thôi khỏi, tớ tự làm còn hơn. Xong. Đây là chìa khóa để vượt ngục. Để thử nào. Chắc là mở dễ thôi. Y như mình nghĩ. Ai là dân tay mơ nào? Cho người mình đang đi đâu hả? Chán quá. Đưa chìa khóa đây. Vâng. Cảm ơn. Quay lại phòng giam đi. Ok, thư giãn một chút nào. Mấy tên này trốn chạy thành công. Tinh, lấy chìa khóa cho tớ, nhanh. Ok lắm. Đó, ở đằng đó. Đây á, được thôi. Của cậu đây này. Cái gì vậy? Tớ cần chìa khóa. Chìa khóa. Chuẩn, chìa khóa đấy. Ok, đây á. Đây cơ, có ngay.
Bó tay. Này. Tớ thực sự cần chìa khóa. Chìa khóa. Muốn khùng luôn. Tớ chán lắm rồi đây. Hả? Đó, chuyện gì vậy? Hả? Chìa khóa vẫn đây. Ôi trời, không mất chìa khóa. Xong. Ha. Sao im lặng thế nhỉ? Chờ đấy. Con bé sẽ bị lừa. Được rồi, tiến hành thôi. Đã ở đâu được nhỉ? Chỗ hoàn hảo. Gì vậy? Đây là cái bẫy cho mình sao? Cách chạy trốn khỏi nhà tù. Để xem bên trong nào. Đây là trò đùa. Thêm một bước về phía tự do. Mất được rồi. Cái quái quỷ gì thế này? Thế ghê quá má ơi. Khoan, gì? Này, chỗ này là gì vậy? Này. Dừng ngay. Rác thì phải cho vào bồn cầu. Không, sai của chú. Không, không. Tạm biệt cuốn sách của chú đi. Hãy đưa mọi chuyện lên một tầm cao mới. Một chút hóa chất sẽ chẳng hại ai. Sẵn sàng cho thần dược chưa? Không phải hai màu mình thích pha nhưng cũng tạm. Tiếp theo là kim tuyến. Cũng không phải thứ mình thích. Thêm một chút xíu nữa rồi. Quấy lên thật đều. Xong. Xem nào. Eo ơi. Vậy là dùng được rồi. Chú cảnh sát ơi. Gì? Kìa, có con rơi. Đâu? Rơi á? Làm gì có rơi, đừa nói dối. Chào xin lỗi. Wednesday. Wednesday, chú yêu cháu. Khiếp. Ôi trời. Kéo nào. Tôi quên. Chuyển sang kế hoạch B. Khi mọi thứ khác thất bại, ta chuyển sang tĩnh điện. Cháu đang làm gì vậy? Cháu khùng hả? Lần này chìa khóa sẽ là của cháu. Sao tôi lại mặc váy vậy trời? Mệt mỏi quá. Chú cũng thế. Mình ra khỏi đây thôi. Cuối cùng cũng hết ca. Chìa khóa đây. Thích làm gì thì cứ làm. Chú nghiêm túc à? Thật sao? Được thôi. Đi về nhà rồi đi học. Ước gì mũi của mình có màu sắc sáng hơn. Ôi, chờ một chút. Hồng thích màu hồng. Ôi trời đất, mắt tôi, kia với, có ai không? Ủa da, Này, đến giờ tiệc đó nhá. Bye bye. Sao mình thấy nôn nao thế này?
Ôi, mình không còn nhiều thời gian chuẩn bị. Phải đi tắm cái đã. Bây giờ trước khi tiệc bắt đầu. Tốt, nó cũng lại như tâm hồn của mình vậy. Hả? Cay mát. Ouch. Cả một khu rừng rậm luôn. Phải xử lý ngay thôi. Không dễ chịu. Thôi quên cách đó đi. Hôm nay mình không muốn chịu đau chút nào. Tâm trạng chẳng tốt một chút nào. Thế này là đủ rồi. Mình đã tẩy lông cho thằng em bằng kem này. Xoa đều nè. Giờ thì đợi một tiếng. Ok, được rồi. Chân mình ngứa dã man luôn. Đúng là tra tấn. Làm gì bây giờ? Chỉ để 10 phút thôi á. Phải xử lý thôi. Mình biết cách che đi vết đỏ, không thành vấn đề. Mình đang trở nên bánh bẻo quá sao? Mong là không. Được rồi này. Còn 6 giờ. Phải nhanh lên mới được. Xem mặt mũi cái đã. Trời, đúng là mình mang gen của bố có khác. Nhìn kỹ xem nào. Ai đó giúp mình một tay với. Rồi, cảm ơn. Vào việc thôi nào. Y như phép màu vậy. Mịn. Nhưng tất nhiên là chưa xong rồi. Anh họ ít, anh đấy à? Thôi xong. Lại nữa sao? Hả? Ok, làm gì đây? Anh có hộp làm đẹp à? Nghiêm túc đấy hả? Càng lúc càng kỳ dị đấy. Lấy cái này xem. Vẽ lông mày theo phong cách goth. Xong, đẹp hơn hẳn. Còn 4 giờ. 4 giờ? Mình phải trang điểm ngay và luôn. Bén, đúng theo ý mình này. Hả? Tẩy phấn mắt đi á. Được thôi. Anh thành bậc thầy trang điểm khi nào vậy? Và chẳng thích tẹo nào. Bắt lấy. Hôm nay cái tay tôi vụng về dã man. Tại sao? Trời ơi. Anh có cái gì đấy? Em sẽ thử nó. Sao cũng được. Chú mèo đen của mình cũng phải ghen tị. Cháy. Méo. Vẽ mắt thế này gọi là chuẩn không cần chỉnh. Hả? Bực quá đi mất. Hả? Lấy khăn ướt lau cho dễ. Đổ mất rồi. Thành một đống bùi nhùi luôn. Hả? Được. Mẹ Morticia lúc nào cũng dùng tóc trong cống nhà tắm như thế. Dặm nhẹ và mát xa này. Đã đẹp chưa ta? Steve đăng một bức ảnh mới. Hả? Toàn bọn trẻ trâu. Steve ở cùng mấy đứa khác. Anh thấy thế nào? Đã đến nước này thì đành nhắm mắt làm. Được rồi. Đừng ói, mình làm được mà. Tưởng tượng là mình đang hóa trang Halloween rùng rợn đi vậy. Còn chưa phải tệ nhất đâu. Lấp lánh, bố mẹ sẽ cắt đứt với mình mất. Eo ơi, đã đủ chưa vậy? Đưa đây nào. Mình đã dán đúng chưa ta? Đẹp đấy chứ. Nhưng mà sao dính quá trời. Vừng ơi mở ra. Dính tùm lum, thổi tháo ra cho nhẹ mắt. Nhìn ổn hơn rồi này. Môi mình hơi khô đấy. Mình cần đánh son. Đây là màu duy nhất chấp nhận được đấy nha. Mẫu này trên cổ cậu sẽ đẹp đó Steve. Xong. Nhưng nhìn không được đều cho lắm. Để sửa lại nào. Càng nhiều càng tốt. Phải làm lại thôi. Khiếp quá đi mất. Cứu em. Cái gì đấy? Em hiểu rồi.
Không thích bị sai bảo phải làm gì. Nhưng thôi đành, Steve sẽ đắm đuối cá chuối khi nhìn thấy mình. Chắc chắn luôn đấy. Thêm chút sắc hồng. Chuẩn, mình đã trở nên bánh bẻo hơn. Trông cũng ổn, nhưng phải làm móng nữa. Làm gì với bộ móng đây ta? Hả? Hả? Để thử xem sao. Tẩy sơn cũ đi này. Đưa em coi. Khoảnh khắc của sự thật. Mình sẽ chịu nhục hết hôm nay. Tất cả vì tình yêu. Vì ghét. Mình làm thế vì ghét. Xong. Cũng không đến nỗi kinh khủng nhỉ. Nhưng còn bàn tay bên kia. Mình sẽ sửa lại. Dễ ợt nè. Hả? Thật luôn. Mình ghét nó. Giày tùm lum đầy tay. Ok, mình sẽ thử lại. Càng lúc càng tệ thì có. Xong rồi. Còn 2 giờ. Cứu. Và làm nhanh nhé. Hả? Anh làm giỏi ghê. Phải thêm màu đen nữa. Màu sắc của khoảng trống ngọt ngào này giống khá giống hạt tiêu đen đó. Vậy là được. Giờ em còn thiếu gì nữa? Sao anh dám? Còn lâu. Được rồi, em đầu hàng. Làm tóc nào. Gần nóng bỏng như Jenna Ortega. Hả? Dùng máy lả tóc có phần bất tiện đấy. Suýt thì mất hết cả tóc. Đưa cho em mượn. Mình ghét bản thân vì làm thế này. Màu sắc không còn làm mình muốn ói nữa. Cũng không tệ. Ảo. 1 giờ. Mình phải đi thôi. Chọn trang phục thôi nào. Đồ gì đó màu đen. Nhưng mà sao thấy hơi mát mẻ quá ấy. Không. Bỏ xứ đi. Váy của mẹ. Quá dài. Quá lấp lánh. Không được. Eo ơi, không. Mình chẳng có gì để mặc. Hả? Không, đừng có mà. Trang phục công chúa ngủ trong rừng. Anh nghiêm túc hả? Còn 10 phút. Em sẽ không đến kịp đâu. Bye Steve. Có lẽ mình không có duyên với nhau rồi. Gì? Hả? Anh đang gợi ý gì vậy? Hả? Em nghĩ ra một ý này. Cần cái này. Và đây nữa. Và boom. Sự kết hợp từ thế giới ngầm. Điều chỉnh lại một xíu cho đẹp. Tốt, đi thôi. Mấy người này có biết rằng mình chuẩn bị nhảy múa với đôi tay này? Xinh lắm. Đồ đẹp lắm, Wesley. Nhìn cậu xinh quá. Cho nhỏ biết tay. Chuẩn. Nè. Ôi, này. Mày. Này. Tứ theo đội Jacob hãy xem đây. Cô sẽ phải hối hận. Ra khỏi nhà tớ màu. Đang có chuyện gì vậy? Đồ xinh đó. Cảm ơn. Rằng cậu bị sao vậy? Tớ sẽ giải thích. Bị sao vậy trời? Không, tại sao cho cậu ấy vừa tức giận lại vừa đói như vậy nhờ? Không, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Đây, băng cả giờ cho vết xước. Cầm đi.
cảm ơn. À, cậu ấy nhìn xinh quá. Không có chị. À, đẹp trai xỉu. Ờ, đói còn gạo ăn thôi. Ăn nào. Đồ mẹ nấu là xấu rách. Ngon xỉu. Oh, Steve, nhìn ngầu dã man. Cơ hội để mình gần cậu ấy. Này Steve. Này Sabi. Máu đó sao? Răng cậu. Không, chỉ là tương cà thôi. Tương cà đó. Vậy để tớ phết đi tương cà cho cậu. Trông còn ngon hơn nữa. Tuyệt. Cậu ăn không? Sao không? Xúc xích nhìn ngon quá. Hóm. Gì đây? Bỏng lưỡi tớ. Cái quái gì vậy trời? Không thích đồ ăn hả? Không, tớ có chế độ ăn đặc biệt. Tớ xin lỗi. Ôi trời ạ, mình vừa độc độc chàng trai trong mơ hay sao? Sao vậy? Cái mùi này là tỏi, tất nhiên. Tại sao mẹ phải bỏ nhiều tỏi như vậy chứ? Oh, Steve, mình sẽ ngồi cạnh cậu ấy. Tuyệt, cơ hội đây nè. Tóc mình, được rồi. Bình tĩnh Savi, cứ tỏ ra ngầu. Cậu ấy nhìn nghiêm túc quá. Chào. Trông không khỏe lắm. Cái mùi gì vậy? Tỏi à? Phải giữ khoảng cách với nhỏ này, không thì ngất mất. Mình hôi thế cơ. Chờ một chút xíu nữa. Không, mình phải khắc phục ngay. Không, đâu rồi, mình ở đâu khi ta cần đi chứ? Không, không phải. Sao mình lại có nhiều đồ thế? Đây rồi nè. Oh baby, xịt trước tình yêu. Thêm xíu nữa, nó chắc ăn. Sao còn ghê hơn nữa? Alright, thế được rồi. Sao cơ lớp, lấy bài tập ra. Vâng ạ. Bài tập của em thưa thầy. Được rồi, cảm ơn Savi. Thế còn bài em đâu? Thầy chờ chút. Đâu rồi nhỉ? Cái lỗ chắc đã tuột ra rồi. Có khi vẫn còn đang ở nhà mình. Một giây thôi thầy. Timothy, em phải về nhà lấy bài tập về nhà. Một giây thôi. Không ai có thể làm thế chỉ trong một giây. Quái. Bài tập của em. Tốt. Rất tốt đấy. Sao cậu về lấy nhanh thế được? Thôi kệ đi. Có lẽ học xong mình sẽ đi ra bãi biển để nghỉ ngơi. Ôi trời, quá nóng. TikTok nào. Ai uống nước ép không? Ngon lắm đấy. Rất mát và sảng khoái. Da nhạt nhạt cần đánh nắng. Nụ hôn mềm mại từ mặt trời. Ôi trời ơi, cậu ấy siêu hấp dẫn dưới ánh nắng. Chào Steve. Chào cậu. Chào cậu. Có chuyện gì vậy? Chỉ là giấc mơ sao? Ước mơ thành hiện thực sao? Sao lại ngứa thế nhở? Không, mình bị muỗi đốt rồi. Cậu ấy kìa, đẹp quá, là mình toát mồ hôi. Mong mình không chỉ toát mồ hôi á? Cậu nghĩ tầng bốc tới quá. Vậy là sao? Cậu ấy đọc được tâm trí hả? Làm sao để tán đổ anh chàng trong mơ đây? Mình phải thu hút sự chú ý nè. Trang bị sẵn sàng. Tớ sẽ viết về cậu. Khoan, chờ đã. Này, tớ là Savi, phóng viên của trường mình. Này, Savi. Chào Steve, cậu rất nổi tiếng ở đây. Tớ phỏng vấn cậu cho bài báo của trường được không? Tớ không biết. Mọi người ơi, tớ đang ở cạnh người nổi tiếng của trường, Steve. Cậu có hy vọng gì cho trường mình năm nay không? Sao cậu ấy cứ đòi phỏng vấn? Không được để cậu ấy thấy mình. Mọi người mình cần xóa đi ngay để cậu ấy nhìn thấy. Xong rồi. Hoặc cho đêm dạ hội. Tớ có việc đi đây. Cứ gặp tớ bên ngoài sau giờ học được không? Gặp cậu sau nhé. Hả? Kỳ lạ quá. Nhưng mà mình thích. Để mình kiểm tra vị. Chỉ có hình Sophie sao? Tại sao? Tại sao mình chưa quay vậy trời? Không sao cả, tớ sẽ tìm cậu lần nữa. Steve. Đây rồi. Cậu ấy mới ôm người Tuyết hả? Sao tay lạnh dã man?
đôi khi tớ bị thế. Trời lạnh. Savin, rất vui đi bên cậu. Thích mình kìa. Khoan, dĩ. Được rồi, gặp cậu sau nhé. Bye, Savin. Mình rất thích cậu ấy nhưng không thể ở bên nhau được. Như thế thì tốt cho cả hai đứa mình. Sao cậu ấy đa nghi vậy chứ? Cậu ấy hiền và nhát nhưng đôi khi cư xử rất lạ. Cậu ấy che giấu gì đó. Mình cần phải tìm ra. Không, cậu ấy không thể là... Ý là... Mình phải đi kiểm chứng đã. Không thể tin được là mình phải lòng maca rông. Mình phải trốn đi để vén màn bí mật đó. Chỗ này thích hợp nhất nè. Xem cậu ấy có đến không. Rồi, ngày ban mặt. Ôi, đi thôi các cậu, tớ ghét mặt trời. Maca rông trong trường. Làm sao họ tự dưng xuất hiện được. Manh mối sẽ nối tiếp nhau. Định làm gì kìa? Lại kẹt rồi hả? Lại phải dùng năng lực tâm linh thôi. Được rồi này, mong là không có ai thấy. Một người bình thường sẽ không thể làm được chuyện đó. Thần chú mà cả đồng này. Thứ kia người ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Linh hồn không tồn tại, bùa chú hãy nguyên vẹn. Không, không thể là thật. Phải đặt cánh cửa tủ lại trước khi con người phát hoàng lên. Tôi sắp làm lại cánh điều đó. Cánh cửa không thực tế gì cả. Được rồi, sao cậu ấy khỏe vậy chứ? Gì nữa? Trốn kỹ vào Savi. Đã đến giờ nạp năng lượng buổi trưa. Cô ta đâu? Hẳn đến rồi kìa. Này. Này. Oh, wow, ngầu dã man. Máu của cậu đây. Cảm ơn. Hả? Chắc chắn là Maca Rông. Đang nhìn cái gì vậy, con người? Mình đã biết cách tán đầu cậu ấy. Lại phải học giải tích. Kìa Steve của mình kìa. Chào Steve. Wow, cậu khác, Savi. Nhìn lạ quá. Tớ làm việc cậu đấy. Ý cậu là sao? Tớ biết cậu là ai. Cậu là Maca Rông. Tớ sao? Gì? Mọi bằng chứng đều đã sáng tỏ. Tay cậu rất mạnh. Mắt cậu thì đỏ lòm. Tớ đi đây. Không, Steve, chờ. Steve. Xin lỗi, tớ nguy hiểm đối với cậu. Không sao mà Steve, không thành vấn đề. Tớ không sợ mà cả. Cậu không được kể chuyện này cho ai nhé. Tất nhiên rồi mà, vì tớ thích cậu. Steve. Cậu thích tớ, chứ ai từng nói thế với tớ. Tớ cũng thích cậu. Thật á? Mình sẽ đánh Savi. Cậu là con người đầu tiên mà tớ hẹn hò. Cậu là Maca Rông đầu tiên đấy. I'll keep him in my purse. Find a boy, find a boy. He says I'm all he wants. He'll make me feel alright and bring the moon to make me smile. I find a boy, I hurt him so much. I kissed a boy, he tastes like sugar cream. Kissed a boy, like honey with some milk. I'm gonna let me taste again. I will be our little thing. I kissed a boy, I liked him so much. Eeny, meeny, miny, moe, it is your turn. Let's have some fun. Spin the wheel and don't be shy. But don't forget to close your eyes. Kiss the boy, kiss the boy. I liked it so much. Là mình. Okay. Bananas, please, put in paradise. Kiss, kiss. Cậu ấy sao vậy? Kitty, wow.
Xinh quá. Này Steve, cậu không thấy tớ hả? Tớ vẫy tay đấy. Chào Savi. Chào, tớ là Savi, cậu là bạn Steve hả? Xem nào, con người sao? Thật kinh tởm, nhưng có máu tươi nhỉ? Tôi đã biết cậu là ai rồi, đi thôi Steve. Sao lại quá đáng thế? Đi thôi Steve. Nhưng Steve, không để nói chuyện với bạn gái mình hả? Đừng có mà nói ra. Hả? Đâu mất tiêu rồi. Sao cậu ấy dám biến mất trước mặt mình? Steve, tớ không thích đâu. Và tớ sẽ tìm hiểu cho rõ mọi chuyện. Không thể chấp nhận được. Mà cả rồng cũng không được đối xử với mình vậy. Mình cần chọn xem ai quan trọng hơn, Kitty hay Savi. Cậu ấy có đang nhìn mình, đừng nói gì bây giờ. Steve. Nhưng mình yêu cả hai đều như nhau. Steve. Cậu có muốn nói về chuyện xảy ra lúc sáng không vậy? Savi, cậu không cần lo về chuyện đó đâu mà. Cậu có chắc chắn không đấy? Cậu ấy chỉ là học sinh mới thôi. Tôi dẫn cậu ấy đi tham quan. Nhưng cậu suýt tớ, Steve. Xin lỗi, được chưa? Tớ chưa bao giờ hẹn hò với con người. Chà, nếu thế thì tớ thông cảm được, Steve. Cảm ơn Savi, cậu là cô gái tốt bụng. Steve. Là ai được nhỉ? Ai nhắn đấy? Ôi không, đừng mà. Nhắn tin với ai chứ? Kitty, biết ngay mà. Gặp ở chỗ cũ nhé. Steve của mình. Tớ xin lỗi, tớ đi có việc. Tớ gặp cậu sau nhé. Dối trá. Tớ sẽ phanh vui bí mật của cậu. Đã đến lúc khám phá mọi chuyện. Nhiệm vụ được bắt đầu. Cậu ấy đến, định làm gì ta? Không có ai cả. Lên lên và biến mất. Cũng bay á. Mình phải đi theo mới được. Taxi, taxi. Cái gì đâu rồi? À kia rồi. Nơi quái quỷ này là sao? Sao lại đi với nhỏ? Chẳng lẽ cậu ta quan trọng hơn mình? Không thể tin được họ đi trông. Mình phải nghe xem họ nói về chuyện gì. Ok, mình đã sẵn sàng rồi. Trước tiên, cẩn tắc vô ai nấy mà. Nên vũ khí bảo vệ. Kể cả thức ăn cũng rất khác mà chẳng ngon bằng ở đây. Họ thực sự đang quen nhau. Anh nghĩ chuyện đó không quan trọng, không hề quan trọng. Nhưng anh nghĩ, xin lỗi ạ. Quý khách có muốn gọi đồ? Chúng tôi đã gọi đồ uống rồi, cảm ơn. Đến rồi này. Nước thưa ngài. Xin lỗi ngài. Mời Steph. Hẳn là người mới rồi. Ở trong này quá lạnh, ngay cả với ma cà rồng. Hả? Cái áo khoác, đúng thứ mình cần rồi. Cơ hội đây rồi. Làm cho tốt nhá, công sự nhỏ ơi. Dẫn ta đến nơi nào cô ấy đến. Trong này có mùi tỏi này. Em chịu không nổi. Dạ. Ta từng gặp nhau chưa? Chưa ạ. Lại cái mùi đó. Cay quá. Em không thể mở nổi mắt này. Mắt em. Anh ta đâu? Em không chịu nổi nữa đâu. Xin lỗi, em phải đi đây. Hẹn gặp em sau. Mình cũng không chịu nổi. Mau ra khỏi đây thôi. Suýt thì lỗ. Kitty. Cô đang đi đâu vậy Kitty? Mình phải đi theo cô ta. Thám tử Savi bắt đầu lên đường. Đây là đâu? Xem nào. Hả? Đây, nhà. Biệt thự của cô ấy. Ma cà rồng sống trong biệt thự mà. Chà, mình phải đi vào xem. Steve. Với nhỏ. Cậu ấy dám bắt cá hai tay. Thật không thể tin được. Sao mình nghĩ mình là gu cậu ấy? Nhưng họ đã nói về chuyện gì? Mình chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng em ấy xinh đẹp. Em là em gái anh. Ta là ma cà rồng. Anh đã quên đi truyền thống tổ tiên chúng ta là ai rồi hay sao? Anh chẳng quan tâm về mấy chuyện truyền thống vô lý đó đâu. Kia đi. Không, không được nói thế. Anh em sao? Khoan, nghiêm túc đây Steve. Ma cà rồng hẹn hò với con người thì nguy hiểm lắm. Không muốn làm ma cà rồng. Vì anh yêu cô ấy. Gì cơ? Thật sao? Anh yêu mình không? Gì thế kia? Anh mang về đây à? Không, anh chẳng bao giờ làm thế cả. Ôi trời ơi, cô ấy sẽ biết mất. Chắc chắn là cô ta. Là cô. Tôi chỉ đang... Cô không được đánh mạng đến đây.
Tôi sẽ không cho phép cô làm dối anh tôi và phá hủy gia đình tôi. Thả em đi. Đừng làm vậy Steve. Tránh xa cô ấy ra. Anh làm cái gì hả? Kitty. Không, anh không để em hại cô ấy. Sally, em có sao không? Chuyện này thật điên rồ. Anh chán sống thế này. Anh đi đây. Hả? Đừng có đi theo tụi anh. Nhưng Steve. Sally. Này, dừng lại. Sally, nghe anh nói đã. Thế nào? Không, em gái anh nói đúng. Việc ta ở bên nhau không, quá không, nguy hiểm cho cả hai. Sao vì anh không quan tâm nó nói gì đâu. Anh không muốn sống cuộc đời của ma cà rồng nữa. Không, thế là không phải Steve. Anh chỉ muốn ở bên em thôi. Sao được? Anh không biết. Anh không thể trở lại làm con người một lần nữa. Đúng là quá vô lý. Vậy nếu em trở thành ma cà rồng vì anh? Sao vì đừng nói thế. Em không biết cuộc sống ma cà rồng thế nào đâu. Không quan tâm. Em yêu anh Steve. Em chỉ muốn ở bên anh. Savi, em chắc chứ? Dạ, tất nhiên em chắc. Đó là điều duy nhất em muốn. Đó cũng là điều anh muốn mà. Anh yêu em và anh muốn được ở bên em, Savi. Vậy làm đi. Hãy biến đổi được rồi, em đi. Savi. Chào mừng đến với sự bất tử, Savi. Ung đồ hạt nở đây. Tên màu sắc cầu vồng vào đây nào. Mình muốn trở thành thợ làm xoài chuyên nghiệp. Dài quá này. Wow, có chuyện gì vậy? Ơi. Chào Tom, đã lâu không gặp. Tin, chào cậu ấy đi. Wow, làm lúa là giỏi. Xóm, Monday sẽ ở cùng nhà mình tuần này. Wow, chào chị. Mau biến đi. Đi tắm cho mát nào. Chị họ mình ở trong này. Ai? Ôi trời, yêu biến ra khỏi đây. Monday. Của chị bình tắm. Dọn sạch dùm đi. Chuẩn thôi. Tiện thì tắm luôn vậy. Dùng mớ này làm bông tắm cũng êm phải biết. Rửa cơ thể chứ không rửa tâm hồn. Kem bông xốp như sữa nhưng mà thấy hơi nhột. Phải tra sạch cả phía sau nữa. Các con có đồ bẩn gì không? Vứt lung tung này. Mình giặt luôn. Gì vậy nhỉ? Váy của mình phải đi lấy lại thôi. Eo ơi, khăn tắm hồng. Trời đất. Mấy người này. Ôi chà, đành dùng khăn này. Tom, quần áo của chị đâu? Quả thân, mặc vào. Hả? Chị ghét cái màu này. Đừng có lo, mình có phụ kiện mà. Thôi xong. Nhìn mấy thứ này thấy ghê. Dừng lại đi. Nhưng mà chưa xong đâu. Chăm sóc mặt nào. Có cần thiết không vậy? Cái này giúp làm mịn da, cảm nhận đi. Chứ em thấy nụ cười tươi tắn. Đau, thằng quỷ này. Đợi vào này. Người im, em là nhanh thôi. Đúng là ác mộng. Không. Đẹp phải không? Giờ thì đánh mắt. Màu này rất hợp da chị. Môi lộng lẫy. Đá quý lấp lánh dưới mắt này. Vạn lông mì kiểu nhện. Kiệt tác của em đã hoàn thiện. Em đùa chị hả? Bước cuối này. Có đúng thứ mình đang nghĩ tới. Xài hết kế hoạch rồi. Mần đấy, đồ của con sạch rồi. Ôi tuyệt, con cảm ơn. Đỉnh, hay. Đừng mà, chán chết. Giờ mình phải chờ đợi đến khi nó sạch đấy. Nhanh lên đấy nhá. Lỡ đâu rồi ta? Ôi, thôi nào. Bây giờ không phải là lúc dẫn này nhá. Đi hỏng rồi hay sao vậy? Mình cần ánh sáng. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cắm vào này. Đi đó. Màu tránh xa tôi ra. Cuối cùng cũng có bước thiệt ở đây. Ôi, hóa ra là tinh con nít.
Thôi đủ rồi. Đó là gì? Là anh họ của tụi mình, Tinh. Anh họ à? Thế thì... Hôm nay là một ngày mới. Giày mình bị dính bẩn. Sao dám đèo đến trường chứ? Biến mất đi, biến mất đi nhanh. Mọi thứ phải sạch không tì vết. Hoàn hảo. Hả? Gì đây, cô làm quá. Đây là cách chuẩn bị giày của chị. Thành phần chính đây: tất bẩn, nước và vài con bọ là đủ để tạo màu hoàn hảo. Xong. Giờ dẫm vào trong đó. Như thế. Xoay chân một chút nào. Trái và phải. Vậy là ok rồi. Thế mà ok. Lại sao nữa? Yeah, đẹp lắm ạ. Cảm yêu thích của mình hả? Xuất sắc luôn. Dùng gấu bông che lại. Ý tưởng cực hay. Wow. Ew, bye nhé. Chị Mai này ơi. Bánh bèo quá ạ. Chị thích không? Gấu kia mới chuẩn, đúng màu của mình rồi. Bình tĩnh, chúng ta sẽ làm ba lô xịn sò. Mình thấy con điểm trở lành. Đầu tiên nè, lấy hết bông trong bụng ra. Mình rất thích mổ xẻ. Đường đó đủ dài rồi. Được. Lấy hết sạch bông ra rồi. Khâu khóa kéo vào đây nè. Đen và trắng. Chúng mình sẽ dùng dây xích làm quai. Món đồ có một không hai. Khoan, no à. Dở hơi. Mình có một thứ đẹp hơn. Trông rất hợp với váy của mình. Đinh tán để xua đuổi mấy người muốn ôm ấp. Và chúng mình không cần mất cuốn con. Thay mất quái vật này. Sao rồi, thích cặp của chị không? Ngâu. Em có cục mụn kia. Làm gì vậy? Em có mụn á? Không. Chuyện này khủng khiếp quá. Phải nặn mới được. Kìa, thật không thể tin nổi. Dùng hết cả mình. Có phải tiểu hành tinh đâm vào mặt mình? Mình biết một mẹo. Nhãn dán giải quyết vấn đề. Tỏa sáng như ngôi sao. Chắc mình cần cả tròn sáu. Hoàn hảo. Không phải đến muộn nữa. Chúng ta sẽ đến sau. Chị có muốn dán không? Đừng có hòng. Thôi khỏi. Da mặt mình hôm nay quá đẹp. Chẳng có lấy một nốt mụn. Không thể để thế được. Mình sẽ đánh khối ở đây. Và đây. Được rồi. Phải trắng sáng như ngọc mới được. Ngày nào cũng phải dùng chỉ nhã khoa này. Vẫn chưa đủ trắng. Rất hiệu quả đấy. Càng nhiều càng tốt. Phải thế chứ. Quá vất vả để có nụ cười tươi sáng. Xem của mình nào. Chỉ cần cái này thôi. Đúng là phí công tốn sức. Chỉ cần một miếng kẹo cao su là được. Hết sạch rồi sao? Thiệt, ăn rằng chắc khỏe lên. Hay là hôm nay mình hên dã man. Trúng số. Thế kho báu rồi. Nhìn chảy nước miếng. Học sinh mới à? Chào mừng em nha. Kỳ cục. Em còn chần chờ gì nữa? Lên bảng đi. Cả lớp đây là Monday. Chào, tớ là Monday. Tớ không có tài năng gì. Từ nhà đi. Đừng buồn mà. Nhảy á? Nhảy đấy. Nếu mọi người này nỉ, mình biết nhảy. Wow. Bắt được rồi. Oh.
Wow. Wow. Ui, xin lỗi. Ôi không. Mình gặp sát sối sao? Xóm. Hả? Là vỡ ảnh của cô. Nhưng không phải là em chả. Em làm cô thất vọng, Tom. Chúng ta cần chủ tịch mới. Điều này của em rất xứng đáng đấy. Xin chúc mừng em. Cậu ấy. Wow, chúc mừng cậu xin chủ tịch mới. Hả? Đây, ký giúp tôi ở đây. Mình không đáng bị thế này. Tom. Sao chuyện này xảy ra với mình? Em ấy đâu? Tom, sao thế? Để em yên đi. Sao chị nỡ làm thế với em? Em ghét chị. Em chính là chủ tịch trường đầu tiên. Tom, nghe đã. Chị thành chủ tịch chỉ trong một ngày, không công bằng. Ôi trời đất ơi, cậu là chủ tịch hả? Tụi mình cùng chụp ảnh nhá. Dở hơi. Ghét trò này. Lại còn đòi chụp ảnh nhá. Sao cậu dám? Gì vậy ba? Lập dĩ. Ba em ăn đi. Tom, chị ghét cái chức chủ tịch của này. Của chị rồi đấy. Lại đây. Chị đang làm. Bỏ em ra. Tom, chị sẽ giúp em. Chị ôm em sao? Thôi quên chuyện này đi. Em hiểu. Là bạn nhé. Bạn bè. Gì vậy trời? Tay mình dính quá. Nhanh lên, em phải làm chủ tịch nữa đấy. Biết rồi. Tất cả mọi người vào chỗ nào. Vậy, mày á, giơ tay lên nhá. Rachel, Tom. Có à? Monty Adams. Có. Vắng mặt. Có. Anh họ, Thinh. Mà đây đâu? Cậu ấy sẽ đến. Đừng có lo. Nào, Tom, mời em lên bảng. Vâng ạ, thưa cô. Giúp em thì. Ngay phía sau cậu. Không có chi. Tôi xong. 3+2, khó quá đi. Có anh đây rồi. Đây, dưới này. Hả? 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 Được, hiểu rồi. Xóm, em vẫn ổn chứ? Vâng. Thật luôn. Em biết đáp án ạ. Điểm vào đây. Thế này. Yeah, xong. Xóm, không ổn, không ổn. Không được. Mẹ sẽ lại mắng mình cho coi. Hả? Đúng là. Này, thôi đi, mau ra khỏi đây thôi. Mà chị ấy đâu rồi? Đến lúc chơi đùa rồi. Cho em cả Tom. Dạ hội máu me có vẻ thú vị hơn nhiều. Ở đây nhé bộ xương. Ôi tuân lệnh. Ngoan nhá. Chà, trông khá ấn tượng đấy. Thêm một chi tiết nữa. Lên đây nào nhện nhỏ xinh. Chà, vậy là đã xong. Xin chào, cô hiệu trưởng. Cái gì đây? Monday, đống này là sao? Monday, chị đã làm gì? Sao? Mấy người không thích à? Em không còn là chủ tịch của trường nữa. Ôi không. Bây giờ ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý trường đây? Dạ thưa cô hiệu trưởng, em sửa ảnh cô rồi. Không mới gì à? Chà, em quay về trước đi. Wow. Em sẽ không làm cô thất vọng. Monday, cảm ơn chị. Không, đừng. Không, không, hiểu rồi. Cậu phá hỏng dạ hội. Đã vừa lòng cậu chưa hả? Tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Ai đấy? Em họ Thursday. Chuyện gì thế này? Có phải? Ôi trời, Halloween qua lâu rồi mà. Chỗ này có vấn đề gì? Không, làm ơn đừng nói là bách này nhá. Xin chào thầy hiệu trưởng ạ. Thầy có thích tân trang trường học không? Em bị đuổi học. Trưởng nữ tính sẽ dạy em cách cư xử.
Cũng đoán được mà. Ngày mai có bài kiểm... Có nhớ động trong khu vực. Hả? Dù sẵn sàng hay chưa, ta đến đây. Học sinh mới này, em đấy tình trưởng hơn. Toàn màu hồng và sáng bóng. Phật khiếp ấy. Học sinh mới kìa. Chào mừng cậu tới trường mới. Tuyệt của mèo. Đôi môi giúp mình trông có sức sống. Mình sẽ tiến xa hơn vẻ ngoài bên ngoài ngôi mộ. Đèn nhợt nhạt. Hả? Im lặng. Xin chẳng chịu nghe. Lột mặt nạ nè. Đây là quy định của trường ta. Quy định? Chỉ màu da ngã, không trang điểm tối màu. Mình chả cần tờ giấy dở hơi này. Nhìn cậu xinh quá. Đen. Cậu thử hồng đi. Ngón tay mình không khỏe như ngón tay xinh. Màu này không dành cho mình đâu. Đừng có lo, tớ vẫn còn một thỏi nữa. Hả? Sao cậu dám chứ? Xinh quá nè, ba nha. Kinh khủng quá. Mình không chịu thế này đâu. Này, hãy làm bạn gái của tớ mất đi. Không, tớ sẽ không lừa anh ấy đâu. Thử họ tinh. Tớ thấy anh ấy rất khác biệt, rất chu đáo và tớ cảm giác chúng tớ đang gần gũi hơn. Sự kết nối mạnh mẽ. À mà thôi, bye. Đi nha. Tốt lắm Tingy. Hôm nay tớ là cảnh sát thời trang và cậu gặp rắc rối rồi. Cậu chính thức bị bắt giữ. Mày đây không còng tay. Cậu phải tuân theo quy định ăn mặc. Cậu hãy suy nghĩ kỹ trước khi định làm gì với tớ. Để tớ chỉ cậu cách làm nhé. Mát xa nào. Mang nụ cười đến khuôn mặt này. Lần nào cũng hiệu quả. Đúng rồi đấy. Giờ thì trang điểm thôi. Màu này rất hợp với tính cách dễ thương và sôi nổi của cậu. Cứ cho là đúng đi. Xong. Nào, một đôi lông mi siêu dài. Má, úi giời ơi. Không. Xình muốn xỉu luôn. Làn gió thay đổi đang thổi nè. Nhìn cậu xem, dễ thương lắm. Cấm trang điểm tối màu ở đây. Đó, ổn hơn rồi. Đây là màu của cậu nè. Chất quất. Giờ thì đến trang phục xinh xắn. Kết liễu tớ đi. Phép màu sắp xảy ra. Phép màu cái con khỉ khô. Và bước cuối cùng nè. Dừng lại. Đủ rồi. Gặp cậu ở nhà ăn nhé. Hả? Ôi trời đất ơi. Cậu rất chào xinh gái vậy. Nhìn cậu xem. Mình không thể chịu nổi nữa. Cảm ơn ạ. Này mà để chúc ngọt miệng nhá. Tôi thả cho đói. Thức ăn. Đây đúng là tra tấn chứ chả có gì tốt đẹp. Dẹp. Úi, lại nhỡ tay mất rồi. Đây mới gọi là thức ăn. Do chú của mình tự đào. Hoàn toàn hữu cơ. Này. Úi, cậu muốn ăn nữa không? Cuộc thi bước nhảy, cậu tham gia không? Hả? Có. Tuyệt của mèo, gặp cậu sao? Đến giờ kiểm tra rồi. Kiểm tra. Lấy hết điện thoại và giấy phao ra nhá. Đúng. Này Monday, chúc cậu làm bài may mắn. Tớ không cần đâu. Biết nghe lời đấy. Ê, điện thoại của em đâu? Em không hâm mộ công nghệ hiện đại. Giấy phao à? Đừng có mà không. Bọn trẻ.
Được rồi, các em có thể bắt đầu. Cậu biết việc rồi đấy, Tinh Nghi, làm chủ tự hào đi. Cậu ấy gian lận, mình phải dạy cho một bài học. Ừ, em yêu, anh đến nhỉ. Được rồi, các em giữ trật tự, 5 phút nữa thầy sẽ quay lại. Mình biết phải làm gì rồi. Trời khầm thôi nào. Tôi có món quà cho cậu này. Hoa hồng tươi. Đừng có hỏng giàn lận. Chà, Tinh Nghi, cậu có bạn gái mới nè. Ồ, anh chàng này cũng được đấy. Tôi đã chịu quá đủ rồi. Thôi đừng buồn, Tinh Nghi, cậu rất hấp dẫn mà. Sao có thể như vậy chứ? Thưa thầy, Monday đang xem phao. Lại đây, quý ông. Cậu bị cấm túc, bao lâu thì chưa biết. Muốn tớ giúp không? Được rồi nè. Tự do rồi, Tinh Nghi. Mình đúng là thiên tài. Mình phát chán cô nàng này rồi. Lúc nào cậu ấy cũng gian lận và làm mấy chuyện kỳ lạ. Và mình kiểu cậu ấy không thuộc về nơi này. Cậu tưởng lừa được tớ sao? Để xem cậu sẽ làm gì trong cuộc thi bước nhảy. Dám cá là cậu sẽ thua thôi. Tớ sẽ chiến thắng. Và lần này không gian lận. Sẵn sàng cho điệu vàng cuối chưa? Cậu thế này không thể tham gia cuộc thi. Sửa lại nào. Không, nhưng tớ không muốn. Nhảy thế này không hấp dẫn. Thì thôi, tớ sẽ không. Vậy thì cậu định làm gì chứ? Tớ sẽ đọc tâm trí. Không, cậu không làm được. Có, được chứ. Không được, hãy nghĩ về một số số 7. Số 7. Chắc không đọc được màu. Màu tím. Thật không thể tin được vào chuyện này. Là thật đó, Savi. Tớ biết. Cứ trao cúp cho tớ đi cho rồi. Thí sinh tiếp theo của chúng ta, Monday. Thật sự xinh nhất người. Mười. Tiếp theo là Britney. Không chắc mình đánh bại được cậu ấy. Cậu ấy rất ngầu. Được rồi, cố lên nhé. Yeah. Ok. Và người chiến thắng là Monday. Em cảm ơn. Thật không công bằng. Có lẽ cậu sẽ cần nó hơn tớ đấy. Tớ biết cậu là cô gái tốt bụng nhất vũ trụ. Mình cho Bạch Tuộc ăn cậu ta.